Xin kính chào quý vị khán giả. Văn Trung rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong những ngày qua, hoàn lưu bão Trà My gây mưa lớn trên diện rộng tại tỉnh Quảng Bình, làm nhiều địa phương bị nước lũ bao vây, chia cắt, đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là người dân ở 6 xã vùng trũng của huyện Lệ Thủy. Trong tứ bể nước lũ, người dân vẫn sống, sinh hoạt và gắng gượng vượt qua, bởi có lẽ với họ, mùa mưa lũ gần như là đặc sản hàng năm họ phải sống chung. Trong tình cảnh éo le này, nhiều chiếc cầu có bề mặt cao và hành lang bệnh viện ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã trở thành địa điểm cho người dân đỗ ô tô, xe máy tránh lũ. Từ khi xảy ra mưa lũ sau bão Trà My, cầu Kiến Giang bắc qua sông Kiến Giang thuộc thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình trở thành địa điểm cất giữ hàng chục chiếc ô tô, xe máy của người dân địa phương. Cầu Kiến Giang dài 363m, rộng 14m, hoàn thành tháng 4 năm 2004. Trong mỗi đợt mưa lũ, cây cầu trở thành địa điểm đỗ xe tránh lũ. Cách cầu Kiến Giang khoảng 2km, cầu Phong Xuân dài 76m, bắc qua sông Kiến Giang, nối xã Phong Thủy và thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy cũng trở thành điểm cất giữ phương tiện lý tưởng cho người dân khi khu dân cư bị nước lũ bủa vây. Người dân đỗ ô tô, xe máy hai bên cầu trừ một lối đi ở giữa để qua lại. Hai ngày qua, đường vào khuôn viên Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy cũng bị cô lập. Xe máy của người nhà bệnh nhân được di chuyển đến dọc cầu thang, hành lang tầng 2 của bệnh viện. Vị trí cao giáo khác tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy được người dân tận dụng cất giữ ô tô, xe máy và xe máy kéo. Trong những ngày xảy ra lũ lụt, người dân vùng rốn lũ Lệ Thủy đã dùng thuyền xuồng di chuyển băng qua đoạn đường ngập để nhận hàng cứu trợ. Trong những ngày qua, Công an huyện Quảng Ninh và chính quyền địa phương đã huy động tất cả lực lượng, phương tiện đến nơi ngập lụt sâu cứu dân. Các lực lượng vừa di rời bà con, người yếu thế, người ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tế các nhu yếu phẩm cho người dân đang ở lại nhà tránh lũ. Cán bộ Công an xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, anh Trương Minh Phú thông tin. Suốt hai ngày qua, anh cùng đồng đội đi đến từng nhà vùng thấp trũng, gia đình có người yếu thế, đau ốm để giúp di rời người đến nơi an toàn. Nhà của anh Phú ở xã Võ Ninh cũng bị ngập lụt sâu, nhưng anh không thể giúp gia đình ứng phó mưa lũ mà ở lại địa bàn để ứng cứu nhân dân. Anh Trương Minh Phú tâm sự. Sau khi mưa lớn, nước ngập càng ngày càng cao, công an xã cũng đi từng hộ, đến các nhà có vị trí thấp, gia đình khó khăn neo đơn để giúp. Có nhà thì con cái đi làm xa, chỉ có bố mẹ già ở nhà và đa số là người cao tuổi cần được hỗ trợ di rời đến chỗ cao. Ngày 29 tháng 10, các địa phương bị ngập lụt đã lập các điểm tập kết, đón các đoàn cứu trợ vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân ở khu vực trũng thấp, hộ yếu thế, với mục tiêu không để bất cứ người dân nào bị đói do lũ lụt. Các huyện cũng thành lập ban tiếp nhận cứu trợ làm nhiệm vụ tiếp nhận và phân phối nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho các đoàn cứu trợ về cho dân vùng lũ các xã. Anh Trần Minh Vương là thành viên đoàn cứu trợ ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Chúng tôi đã đi hỗ trợ ở nhiều nơi và cũng có một số kinh nghiệm như bà con vùng lũ cần các nhu yếu phẩm như lương khô, mì tôm, nước sạch để uống, đèn pin, áo phao, áo mưa. Sáng ngày 30 tháng 10, mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã ngớt, nước trên các sông đã hạ, dồn lũ huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh nước giảm dần. Tính đến tối ngày 29 tháng 10, tỉnh Quảng Bình vẫn còn hơn 32.800 hộ dân bị ngập lụt. Trong đó 12.000 ngôi nhà ở huyện Quảng Ninh, hơn 19.700 ngôi nhà ở huyện Lệ Thủy ngập trong nước lũ. Hiện nước lũ trên các sông Kiến Giang, Lệ Thủy, sông Long Đại, Quảng Ninh xuống chậm nhưng vẫn trên mức báo động 3. Bình quân 1 giờ đồng hồ, nước lũ chỉ xuống chừng 5cm tới 10cm. Nguyên nhân do trời vẫn còn mưa nhỏ, cửa biển Nhật Lệ là nơi thoát lũ cho vùng đồng bằng Lệ Thủy, Quảng Ninh bị bồi lắng, thu hẹp và chiều cường dâng cao làm cho nước lũ trên sông thoát ra rất chậm. Huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đã cử các đoàn trực tiếp về các khu dân cư ngập sâu để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân, đề phòng ngập lụt dài ngày. Chính quyền các xã cũng đưa lực lượng đi về từng ngõ ngách, từng nhà dân, không bỏ sót trường hợp nào để hỗ trợ lương thực với mục tiêu, không để bất cứ người dân nào bị đói do ngập lụt. Ông Trần Xuân Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thông tin. Hiện nay nước rút dần, một số gia đình quay lại nhà để thu dọn. Một số người già trẻ nhỏ, chúng tôi quán triệt tiếp tục ở lại nơi cao để đảm bảo an toàn trong sinh hoạt. Có nhiều đoàn liên hệ cứu trợ các mặt hàng nhu yếu phẩm thì địa phương đã bố trí phương tiện con người sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển ngay đến các xã và đưa đến bà con vùng lũ.